Xin chào bạn vị, hiện tại mình đang có đây chiếc Meizu M5 là một trong những cái sản phẩm hôm nay được ra mắt và là chiếc máy với mức giá thấp nhất. Đây là một model có thiết kế nhiều màu sắc để dành cho các bạn trẻ rất là trung và cũng như là xì tin. Phía sau của máy thì được làm cong và toàn bộ mặt lưng nhựa sẽ có thiết kế như nhau. Mặt này thì được cái không bám mồ hôi dấu vân tay, tuy nhiên thì có một cái điểm yếu của mặt nhựa này là sẽ khá dễ trầy. Nếu các bạn sử dụng thì cần phải hết sức cẩn thận, đừng để lên mặt bàn nhiều. Ở phía bên cạnh phải sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Tất nhiên là bên dưới là cổng sạc, loa ngoài, mic thoại và ra cắm tai nghe. Ở bên trên của nó thì sẽ không có bất kỳ một vị trí gì hết. Màn hình của máy có kích thước 5.2 inch và được làm cong 2.5D. Các bạn thấy là khi ánh sáng rọi vào thì nó sẽ bị thay đổi các góc, nên cho cái cảm giác khi vuốt rất là đã. Trong cái tầm tiền này thì không nhiều nhà sản xuất đã sử dụng màn hình cong 2.5D cho máy, nên đây là một điểm cộng dành cho Meizu M5. Nó có độ phân giải HD và có khả năng hiển thị ngoài trời tốt. Tuy nhiên thì màu sắc cảm giác là không thực sự đậm đà và no mắt mà nó hơi nhạt một chút. Mặt trước sẽ có cảm biến vân tay gọi là M-Touch 2.1. Cái này sẽ nâng cao được độ bảo mật tốt hơn, hiệu độ hoạt động nhanh hơn và đồng thời vẫn là cái phím back và cũng như là cái phím home cho các bạn có thể sử dụng. Vuốt từ dưới lên sẽ là cái trình đa nhiệm. Đối với model này của chúng ta thì sẽ có bộ nhớ RAM là 2GB và sử dụng con chip là MediaTek 6750. Hiện tại thì máy đương nhiên sẽ đang hoạt động trên nền tảng Android 6.0. Máy của Meizu thì vẫn tập trung nhiều về cái khả năng chụp hình trong tầm giá tiền. Đây là camera selfie của máy ở phía trước 5 megapixel và phía sau nó sẽ có một cái camera chính là 13 megapixel, cũng rất nhiều chế độ chụp hình và quay phim cho các bạn. Đối với chiếc Meizu M5S thì nó vẫn giữ nguyên kích thước màn hình sẽ là 5,2 inch và cùng độ phân giải là HD 720p. Màn hình cũng làm cong 2.5D ở phía trước và mình mượn một cái máy có mặt trắng thì các bạn có thể xem. Thì hai con M5 và M5S sẽ y chang nhau mặt trước, cũng cảm biến M-Touch là 2.1, đồng thời vừa là phím back và cũng như là phím home như các bạn đã biết xưa nay. Đối với M5S, sự khác biệt ở đây đó chính là nó sẽ có mặt lưng làm từ kim loại thay vì sẽ làm bằng nhựa. Và đối với model này của chúng ta thì mặt lưng của nó giống y chang với chiếc M5 Note. Ở phía trên chúng ta sẽ có giải nhựa anten để có thể bắt sóng này, wifi và dữ liệu nó tốt hơn. Camera chính của máy đèn flash LED kép. Ở bên dưới sẽ có một cái giải anten thứ hai và cái miếng này nó bằng nhựa, chỉ có phần chính giữa là sẽ làm từ nhôm cho các bạn thôi. Bên phải là vị trí của phím nguồn tăng giảm lượng cũng làm từ kim loại cho cảm giác bấm và sờ rất sướng. Bên trái sẽ là khay đựng SIM và bên dưới là cổng sạc, loa ngoài, mic thoại và các máy Meizu thì vẫn lựa chọn là SIM hoặc thẻ nhớ cho mọi người. Đối với lại model này thì cấu hình được nâng cấp lên một chút là sẽ là MediaTek 6753 chứ không phải là MediaTek 6750 nữa. Chiếc máy này sẽ có công nghệ sạc nhanh là M-Charge 18W giúp M5S chỉ mất 30 phút để phục hồi được 56% pin. Chiếc máy cao cấp nhất ngày hôm nay là chiếc Meizu M5 Note. Ở đây các bạn sẽ có cụm camera đèn flash LED kép. Bên dưới của nó cũng là cổng sạc, loa ngoài và mic thoại. Mình rất thích cách thiết kế cái loa ngoài ở đây sẽ có 3 cái ô ở phía bên ngoài này. Cạnh phải sẽ là phím nguồn tăng giảm âm lượng, bên trái cũng vẫn đương nhiên là vị trí khay đựng SIM hoặc thẻ nhớ. Ở đây chiếc Meizu M5 Note thì sẽ có kích thước màn hình lớn hơn 5.5 inch và có như sử dụng màn hình là Full HD công nghệ IPS, cho chất lượng hiển thị của nó thì rất là tốt. Các máy Meizu thì thường cho một cái gam màu và hiển thị là nó trung tính chứ không thuộc là gam màu là quá nịnh cũng như là bắt mắt. Có chỉnh được nhiệt độ màu như ám xanh hoặc ám vàng, có chế độ bảo vệ mắt để chúng ta sử dụng ra điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Bảo mật vân tay ở phía trước cho phép chúng ta có thể sử dụng khóa các ứng dụng ở trong máy, phím home và phím back 2 trong 1. Máy cũng đang chạy trên phiên bản Android là 6.0 với giao diện tùy biến riêng. Ở Meizu M5 Note thì nó sẽ được sử dụng đó là 3GB RAM, tương tự như là chiếc Meizu M5S và sử dụng đương nhiên vẫn là con chip MediaTek. Như vậy với 3 model ngày hôm nay chúng ta thì đây là cũng chiếc máy dung lượng pin cao nhất là 4.000 mAh và cũng có công nghệ sạc nhanh hơn 40% so với bản tiền nhiệm là Meizu M3 Note. Và như thế là series của dòng M5 hôm nay đã được giới thiệu tại Việt Nam với mức giá bán hợp lý và cũng như đem lại cho ta nhiều sự lựa chọn về màu sắc. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Hãy bình chọn cũng như comment và vote ở góc màn hình. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.